Huyện Tân Phú vừa tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho các chiến sĩ trẻ vừa nhập ngũ đầu năm 2019, hiện đang được huấn luyện tại Trung đoàn 271, Sư đoàn Bộ binh 5 Quân khu 7, đóng quân tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tại đây, lãnh đạo Trung đoàn 271 cho biết, với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, nên sau 2 tháng nhập ngũ, 35 chiến sĩ trẻ của huyện Tân Phú đã ổn định tư tưởng, có sức khỏe tốt và khắc phục được những khó khăn ban đầu để tham gia học tập, rèn luyện. Các tân binh chấp hành nghiêm nội quy của đơn vị, kỷ luật trong quân đội và hoàn thành xuất sắc trong các đợt huấn luyện, hội thao.